tôi nhìn lại cuộc đời mình và tự hỏi, cũng như tôi muốn hỏi các bạn, nếu có phải xóa bài làm lại, bắt đầu lại cuộc đời của mình, các bạn sẽ làm nhiều hơn, nỗ lực nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn, hành động nhiều hơn, cái gì cũng có thể làm hơn, đúng mà. Điều đó có nghĩa là tất cả những việc bạn đã và đang làm, những thành tựu bạn đã và đang đạt được chỉ là một phần rất nhỏ so với khả năng thật sự của bạn. Tôi muốn bạn nghĩ về những mục tiêu lớn trong đời, những giấc mơ, những hoài bão, những lý tưởng sống, những mục tiêu cá nhân mà bạn muốn đạt được, những ấp ủ về sự nghiệp, những hoạch định về tài chính và những đóng góp cho cộng đồng. Người đời có câu, thật xấu hổ nếu chết đi mà không để lại bất kỳ đóng góp gì giá trị cho xã hội và cho nhân loại. Mục tiêu của bạn là gì? Giấc mơ của bạn là gì? Bạn muốn làm gì với cuộc đời của mình? Thế giới này sẽ tốt đẹp hơn biết bao nếu mọi người đều sống với giấc mơ của mình. Đây là điều tôi khám phá về cuộc đời. Nó không phức tạp như tôi thường nghĩ. Cuộc đời đơn giản chỉ gồm những giấc mơ và câu chuyện. Tất cả những gì đang hiện hữu thì trước kia đã từng là một giấc mơ của ai đó. Từ khách sạn cho đến máy bay, tất cả mọi thứ mà ta thấy hàng ngày như máy tính, tất cả đều đến từ giấc mơ của ai đó. Như có người mơ về một ngày đứng trên sân khấu mà tiếng nói có thể được khuếch đại cho cả ngàn người nghe mà không cần phải la, phải hét khản cả cổ. Cũng có người đã mơ về một phương tiện di chuyển có thể đi thật xa nhưng lại rất nhanh chóng và an toàn. Cái áo bạn đang mặc, cái ghế bạn đang ngồi, chắc chắn nó phải xuất phát từ một giấc mơ của ai đó. Kết cục lý tưởng nhất, hoàn hảo nhất của cuộc đời là luôn có bạn bè, những người thân yêu ở bên cạnh trước khi chúng ta từ giã cõi đời. Nhưng bạn hãy tưởng tượng lúc nằm trên giường mình, ở giờ phút cuối cùng của ngày cuối cùng, xung quanh bạn có đông đủ linh hồn của những giấc mơ mà bạn đã từng ôm ấp, những ý tưởng, những hoài bão mà bạn muốn thực hiện. Nhưng vì lý do nào đó, bạn đã không làm, không thực hiện, không hành động. Bạn đã không sử dụng những tài năng mà bạn có. Bạn không tận dụng những cơ hội mà bạn đã biết. Bạn đã không đi đến cùng với lý tưởng mà mình theo đuổi. Và giờ đây, những giấc mơ này đang đứng quanh bạn, đang nhìn bạn với cặp mắt đầy giận dữ. Chúng tôi đã ở bên anh, chỉ có anh là cho chúng tôi sự sống. Vậy mà giờ đây chúng tôi phải chết với anh mãi mãi. Ngay bây giờ, tôi muốn bạn hãy tự hỏi bản thân, mình có phải là một người suốt đời bận rộn nhưng chả làm nên công trạng gì?